nay đây là hồ bơi chính, nơi sẽ diễn ra các nội dung bơi tại SEA Games 30. Và chúng ta sẽ gặp các cầu thủ và các tuyển thủ bơi lội của Việt Nam. Ngày mai thì các tuyển thủ bơi lội của chúng ta sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Của đội tuyển bơi lội Việt Nam thì anh nhận định như thế nào về SEA Games kỳ này? Những khó khăn và thuận lợi gì? Hiện nay thì bơi lội Việt Nam chúng ta thì phải nói là năm nay có thể là rất là mạnh đối với các lực lượng đồng điều. Ngoài nữ thì ngoài anh viên thì chúng ta có lực lượng nam rất là mạnh, có thể cạnh tranh với các nước khu vực. Cụ thể là bọn anh là đang cụ thể là ví dụ như chúng ta có vận động viên Huy Hoàng cũng có thể tranh chấp Huy Hoàng thì cứ liên 1500m thì đối với Huy Hoàng thì hiện nay không có đối thủ, giống như anh viên những cự ly dài, trung bình và dài. Ngoài ra thì Huy Hoàng có khả năng ở các cự ly như 400m tự do cũng có khả năng tốt. Hay là ngoài ra chúng ta có lực lượng vừa mới đi Hungary về, đó là Hoàng Quý Phước nè, Ngô Đình Truyền và Nguyễn Hữu Kim Sơn, đó cũng là những vận động viên có khả năng giành huy chương vàng. Ngoài ra là vận động viên Trần Hùng Nguyên cũng có khả năng giành huy chương vàng. Bên cạnh đó thì Lê Nguyễn Kho hôm nay cũng có cái thể trạng rất là tốt. Anh cho em hỏi mục tiêu cụ thể của ánh viên tại kỳ đại hội lần này. Mục tiêu ban huấn luyện đặt ra cho ánh viên là phải đạt cái 80 chương vàng như các lần trước thôi. Thì sẽ phân phối sức và để đạt được cái mục tiêu đó. Chúng ta tập trung ở các cự ly như 50, 100, 200 nữa, 200, 400 hộp và các cự ly tự do. Nhưng liệu kỳ này chúng ta có gặp khó khăn và áp lực gì so với kỳ đại hội trước? So với các kỳ đại hội trước thì có thể nói chung là áp lực thì luôn luôn lần nào thì cũng có rồi. Nhưng mà đối với ánh viên thì chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua ánh viên có những cái lúc biến chuyển về cái vấn đề tâm lý của mình. Thì hiện nay thì sau cái giải quân sự thế giới thì ánh viên đã có sự tiến bộ và tôi nghĩ rằng đã có sự đầy đủ để có thể đảm bảo được cái chỉ tiêu mà đặt ra. Theo anh thì bơi lội có thể bùng nổ huy chương ngay ngày đầu tiên không? Chắc chắn rồi, vì huy chương chúng ta có ngày đầu tiên, chúng ta có cự ly 400m tự do nam này. Thì Huy Hoàng cũng có thể tranh chấp với vận động viên Malaysia Wilson Son, nguyên viên quy định. Thế là thì chỉ có hai vận động viên đó sẽ tranh chấp cự ly nhất nhì thôi. Anh viên thì có hai cự ly là 200 bướm và 400 hộp. Ngoài ra cự ly 100 tự do thì gần quá nên chúng ban huấn luyện quyết định là bỏ để anh viên chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, đảm bảo cái mục tiêu là 80 chương vàng. Có chưa? Không, cái lịch của bơi không á. Đi. Rồi em rồi. Cho nó bóc ra.